cao thôi mà sẽ đến dầm liên hoan trong thấy chưa, chị cũng được mẹ mua trứng đấy, không phải mỗi mình em được mua đâu nhá. Chị con ơi, mẹ mình mới mua cho mình một đống sao đấy, có là có thấy đẹp không? Đêm con ngủ á, mình cứ làm ôm bạn ý để ngủ thôi. Rất đèn ông xa xa lắm canh trên bầu, anh đây rất dài gian cào và mặt. Thấy chưa, chị cũng được mẹ mua trứng đấy, không phải mỗi mình em được mua đâu nhá. Chị cũng mua ăn mà. Em thấy trứng của chị xinh không? To không? Đây, chị cho em mượn đây. Đây là chị bánh. Em có cái đèn này cũng đẹp mà. Mà sao mẹ em mua cho em cái đèn to thế? Tao nhỏ. Vâng. Mà thích thế. Ở trường em được học có trống à? Vâng ạ. À thế à? Em đi múa cái này mà. À thế à? Ồ. Ồ, múa siêu thế. Ủa thế chung rồi. Thế thì chị em mình phải cùng nhau á. Học có rất đẹp để em chị em mình đi múa nhé. Vâng ạ. Thôi chứ, thế chị em mình cùng nhau thực tập đi. Vâng ạ. À, vâng ạ. Tùng tinh 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 giỏi thế. Lớp xuống có tiết mục gì để chuẩn bị trung thu cho em? Vâng ạ. Thế là hôm nào trung thu quá chị em mình sẽ mua thật nhiều bánh và vâng chúng mình cùng nhau tổ chức nhé. Ờ. Chị ơi, chị ra nhà bạn em không? Cái muối cầu mai sau á, chúng mình cùng nhau cái muối cầu nhá. Ồ, được đấy, mình đi sang nhà bạn em nhé. Vâng ạ. Đồng tinh 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 tinh.